Ok, và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình nha. Mình là Thế Di đây, và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Dragon City nhé. Và nếu anh em nào thích video này, hãy để lại cho mình một like nha, một comment và một chia sẻ. Nó sẽ là động lực rất là lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai nhé. Và bắt đầu thế nào, let's go. Thì cái game gì đây, One Punch Man này, nó sẽ sớm ra mắt thôi anh em ạ. Hình như ngày 19 á, hôm nay ngày 17 rồi. Ngày kia là sẽ ra cái One Punch Man rồi anh em. Yeah yeah, tuyệt vời đấy. One Punch Man Strongest chính thức ra mắt tại Việt Nam. Ngày bao nhiêu? Bây giờ đã open beta chưa? Mình đang xem quảng cáo lấy cái hòm này anh em á. Rồi xem nào. Ui 3 game. 3 game thôi. Tôi cứ tưởng được 10 game ha. Không được đâu bạn ơi. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cái lấy cái quả trứng mythical. Lấy thì nó khá là dễ thôi. Anh em chỉ cần thu thập cho mình 25 cái dấu ấn bàn chân ở đây. 25 dấu ấn bàn chân, một cái camera và một cái bức ảnh. Cái bức ảnh thì anh em có thể đua ở trong cái sự kiện đua heroic nhá. Thì mình lên lap 8 thì mình sẽ lấy được cái bức ảnh đấy. Thì mình sẽ đổi được một quả trứng mip vip mythical anh em ạ. Dragon photo này. Đấy. Đây là sự kiện chụp ảnh anh em ạ. Rồi thì mình có kết thúc cái sự kiện lần trước bằng cách là lấy khá nhiều hòm anh em nhé. Cố gắng có lên được cái mốc đó chính là 50 không? Cái này thì sẽ được cái gì? Ui cái này thì không ngon lắm đâu. Mình sẽ đổi cái này trước đi. Nếu được ra một con Titan thì sao anh em? Cùng đón xem ha. 15 of Legendary. Đấy. Cái này thì nó cũng random lắm anh em ạ. Chẳng biết được một lần nhé. May thì được. Còn mốc 12 đây. Có mốc 25 thì chắc chắn là anh em sẽ được một quả trứng VIP Mythical. Tùy. Rồi, mình còn thiếu Vampire chứ đây không phải trứng VIP Mythical mà là trứng Vampire S. Quá ngon luôn anh em ạ. Cái này mà không lấy thì thôi chứ còn gì nữa đúng không. Đấy, Buy of Vampire này, toàn là Vampire đây anh em ơi. Mình có sở hữu 3 con Vampire. Usuper, Hesser Vampire, Envious Vampire, con này mình có rồi này. Còn Sinful Ram Vampire, có chưa ra, hình như chưa. Mình có con Grutonus, có 3 Vampire mà. Và con Warful, hy vọng không phải vào 3 con này nha anh em. Chắc chắn là mình sẽ đổi 3 cái này lấy một quả trứng, và đổi một quả trứng để lấy một cái con này. Chắc là ngày mai mình sẽ lên lớp 8 thôi anh em. Để tập trung lên lớp 8 nào. Đầu tiên là cho thú ăn và xong là hát trinh là xong thôi anh em. Cho thú ăn nè. Cho thú ăn nào bạn ơi. 1 3 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10. Ok. Hình như cho thú ăn cũng đến giới hạn đủ hay sao nhỉ. Đủ rồi. Rồi bây giờ mình sẽ cần hát trinh thêm một quả trứng thôi là xong. Khá đơn giản, nhiệm vụ này khá đơn giản, xong rồi dùng game để nick qua thôi anh em. Dễ mà, khó khăn gì đâu. Mình vẫn đứng thứ 1 anh em ạ, chẳng ai đua luôn ấy. Cuộc đua này dễ quá. Nhưng mà mình vẫn phải đến nè. Xem nào. Tôi nên đến lắp bao nhiêu thì nó sẽ hợp lý à. Có lẽ là vẫn phải đến photo này. Legion này. 15 thì không cần. Thật sự là không cần. 16 là mythical. Muốn lắm nhưng mà thôi. Đua nhiều cho nó mệt này. Thật sự là đua nhiều là mệt. Không cần thiết lắm. Dạo này mình đang còn cày Play Together thức đêm nên khá là mệt mỏi. Place. Rồi anh em ơi, chúng ta sẽ Nén nó vào đây. Chuẩn chưa. Yes. Bán này anh em. Yes sir. Rồi sau khi bán xong thì mình sẽ ấn vào gold. Jump. Hãy mua full gold cho tôi là xong rồi. Xong mình sẽ ném vào kia nữa là xong. Tôi cần một cái hát trinh thôi mà không được thì thôi đấy, chịu ấy. Nếu mà không được một cái lần hát trinh đến thì đến chịu với cái tỷ lệ ra là quá thấp thôi. Chỉ có mấy phần trăm
Ôi, không sao rồi. Không xa rồi. Ok. Rồi anh em ơi. Ten 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 ten. Bây giờ mấy giờ nhỉ? 6 giờ 21 phút rồi. Trăm. Trăm luôn. Đấy, đã đủ rồi anh em ơi. Đã xong nha và mình sẽ bán đi này. Bán đi này. Ok chưa? Tôi hy vọng lấy được một cái con gì đó nhỏ nhỏ và nó hợp lý một tí là xong. 1 2 3 Không được anh em ạ. Thề là nó không ra luôn ý. Cái kia mình để lắp cuối cái vòng quay ấy. Oh, holy shit. Holy shit boy. Không được à? Tại sao không được nhỉ? Tại sao không được nhỉ? Tại sao không được là tại sao không được vậy? Không được là không được là không được luôn. Mình cũng đến bó tay .com luôn. Là tại sao nó lại không được ha? Ok. Ok. Sẵn sàng. Cho đây anh em ơi. 1 Mình đừng bán mấy cái con xịn đi nhá anh em. Mình dễ lỡ tay ấn bán mấy cái con loại siêu siêu ngon ấy. Dễ lắm. Tay mình thỉnh thoảng nó kiểu bị ngáo ngáo ngơ ngơ lại bán méo hai con kia thì đúng là cái công mà chúng ta chăm sóc nó suốt mà lại để nó mất thì nó cũng khá là phí à. Không ra nhỉ. Ôi giời. Sao không ra ta? Con rồng vampire nó giá tầm khoảng 300.000 thôi. 350. Không, nó rơi tầm khoảng 275.000 thì mới là chính xác nhất. Ui giời ơi, giật điện. Ui giời ơi, giật. Chết thật, mình sờ cái mic nhau, cái mic của mình bị giật. Ui đứa giật cho. Tỉnh người luôn. Ào thật đấy. Anh em cần để ý không, cái mic nó giật cho thì đúng rồi. Xong phim luôn. Chắc là tôi phải làm cái nối đất để cho nó không bị giật rồi. Nó giật kinh quá. Sợ thật mẹ nó. Giật dã man luôn đấy. Cho tôi bọc mấy cái này vào bằng băng dính ấy, cho đỡ giật. Ô, nó không ra được nhỉ. Nó không ra được một cái hatching nào luôn anh em ạ. Hỏi chấm. Cái quần què gì vậy? Ra không ra được bất kỳ một cái gì vậy ra. Không ra được một cái quần què gì luôn anh em ạ. Ảo thật đấy. Ảo thật. Ảo thật sự luôn. Đùa nhau à? Đùa tôi à? Hả? Đùa đang đùa chúng tôi hả? Bó tay chấm qua rồi đấy. Shit. Holy shit. Không hiểu sao nó không ra luôn ạ. Ten 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 ten. Rồi ok, chúng ta sẵn sàng chưa? 1 2 3. Ôi ôi, không ra luôn. Hatching hay là breeding đấy nhở? Hatching chứ. Ôi ôi, hatching mà. Hatching mà anh em. Chính xác là hatching mà. Rồi ok. Bán. Một này không được à? Nó không ra nhỉ? Nó không ra cái item mà mình đang cần à? Bó tay chấm cơm luôn. Thật sự là tôi bó tay đấy. Tôi không biết tôi làm thế nào để mà ra được luôn đấy. Chịu.
bất lực.com à? Ôi, nó không ra rồi. Nó không ra anh em ạ. Cay cú thật sự luôn đấy. Ui giời ơi. Cái quần què gì vậy? Trời ơi, cái quần què gì vậy? À đây mới có thể lên được lắp 7 luôn bây giờ nhá. Mà thôi để tí nữa lên sau vậy. Ok thì chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào lại anh em trong tập kế tiếp nhá. Bye bye.